una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. È il vento. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, các lãnh đạo, các cầu thủ của các khu 2, khu 5, khu 6, khu 7 thị trấn Gia Lộc đã về tham dự giải bóng đá thanh niên chào mừng lễ hội truyền thống thị trấn Gia Lộc năm 2024. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức giải bóng, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các lãnh đạo, các cầu thủ lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và chúc cho giải đấu chúng ta thành công tốt đẹp. Và trước khi những lời phát biểu khai mạc thì sau đây xin mời đội trống sẽ khơi dậy truyền thống và sau đó sẽ khơi dậy cho giải đấu ta thành công viên mãn. Chúng ta cùng chúc mừng. Trống âm vang hồn cốt của dân tộc, hồn thiêng của sông núi, khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, khỏe để bảo vệ tổ quốc, khỏe để xây dựng quê hương. Thank you.
đến tham dự giải đấu hôm nay có các đội bóng U2, U5, U6, U7 thị trấn Đại Lộc. Ban tổ chức tôi xin được chào đón và cảm ơn tới từ tham gia rất là nhiệt thành của các cầu thủ, các huấn luyện viên và đặc biệt là các cổ động viên. Nhà tài trợ chính cho giải bóng đá thanh niên thị trấn Đại Lộc 2024 là ông Trần Ngọc Trường. Lại những chào tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn đội trống đã mang hồn sông núi đến với chương trình giải bóng hôm nay. Một lần nữa xin được đề nghị tới toàn thể các cầu thủ chúng ta dành cho những nghệ sĩ đánh trống chúng ta một lần nữa những tràng tay lớn ạ. Xin trân trọng cảm ơn đội trống, phải nói rằng mang hôm nay mang đến âm sắc, phải nói rằng khí thế hào hùng. Thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý về tham dự chương trình giải đấu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Ngọc Trường, trưởng ban tổ chức giải, nhà tài trợ chính cho giải và các đồng chí lãnh đạo của các đội bóng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để cầm cân nảy mực cho các trận đấu, chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chào đón các trọng tài. Và thành phần không thể thiếu được làm lên các trận đấu kịch tính và thành công cho giải đấu là các cầu thủ, các đội bóng khu 2, khu 5, khu 6, khu 7. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời anh Nguyễn Đình Dương thay mặt cho các cầu thủ tham gia giải đấu lên phát biểu khai mạc hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí và các vận động viên thân mến, hòa chung không khí thi đua sôi nổi, hào hùng cùng đảng bộ và nhân dân thị trấn Gia Lộc tổ chức các hoạt động chào mừng lễ hội truyền thống kỷ niệm 683 năm ngày mất An Nghĩa Đế Vương Nguyễn Chí Nghĩa. Hôm nay, ban lãnh đạo các đội bóng thanh niên khu 2, khu 5, khu 6, khu 7 long trọng tổ chức giải bóng đá thanh niên Cúp Tư Hùng 2024. Thay mặt ban tổ chức, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý đã tới dự, chỉ đạo và động viên
đặc biệt xin nồng nhiệt chào đón các cầu thủ, huấn luyện viên đến từ 4 khu đã hội tụ về đây để tham dự giải bóng đá chào mừng lễ hội truyền thống năm 2024. Thưa các vị đại biểu và các vận động viên thân mến, giải bóng đá thanh niên Cúp Tư Hùng 2024 là giải bóng đá lần đầu tiên được tổ chức, là dịp để các cầu thủ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau, qua đó rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết. Thông qua việc tổ chức giải bóng đá nhằm động viên, khuyến khích phong trào luyện tập thi đấu môn bóng đá, từ đó thu hút đông đảo thanh niên toàn thị trấn góp phần tạo nên thành công giải bóng đá chào mừng lễ hội truyền thống 2024 và những năm tiếp theo. Giải bóng đá năm nay, ban tổ chức nhận được sự quan tâm của các đơn vị và các nhà tài trợ. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đến từ khu 2, anh Hoàng Văn Tuyên, giám đốc Sen Vàng Luxury, anh Nguyễn Kim Đạt, hoa quả nhập khẩu Kim Thành Fruit, cửa hàng sửa chữa mua bán điện thoại chính hãng Tú Mobile, cửa hàng sửa chữa điện thoại Hưng Mobile, anh Hoàng Văn Trường, sửa chữa mua bán điện thoại Hoàng Tuấn, anh Dương Văn Thành lắp đặt camera máy tính, anh Nguyễn Kim Tuân, biển quảng cáo Nguyễn Văn Hoan, anh Bùi Chính và anh Mai Xuân Dương. Khu 7 xin chân thành cảm ơn anh Hưng Hai, đồ sứ, đồ gia dụng, ông Phạm Văn Cam, công ty bất động sản Cam 4, ông Nguyễn Công Quảng, ông Bùi Quý Giang, cửa hàng điện thoại Quốc Huy Store. Khu 6 xin thành cảm ơn anh Bùi Quý Duy, anh Nguyễn Hữu Nam, anh Phạm Quang Đảo, anh Bùi Đức Tiệp, anh Phạm Quang Khánh, anh Đoàn Ngọc Hùng, anh Đoàn Toán Phong, anh Nguyễn Hữu Tuyên và anh Trịnh Văn Nam. Khu 5 xin chân thành cảm ơn anh Vũ Hữu Nam, anh Bùi Quý Tiến, anh Bùi Đức Sáng, anh Phạm Quang Mạnh, anh Nguyễn Phúc Đại, ông Bùi Quý Tùng, Đoàn Văn Đức, Đào Quang Vũ, Phạm Quang Thiện, Nguyễn Đức Thưởng và Nguyễn Thế Tuấn. Đặc biệt chân thành cảm ơn anh Trần Ngọc Trường, trưởng ban tổ chức, giám đốc công ty Thái Bình Dương đã tài trợ toàn bộ chi phí camera, MC và mọi chi phí cho giải. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý đã đến dự, động viên và cổ vũ cho giải bóng đá Cúp Tư Hùng 2024. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị đồng tài trợ. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí và mong rằng trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của các đồng chí. Với ý nghĩa ấy, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá thanh niên Cúp Tư Hùng thị trấn Gia Lộc năm 2024. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các cầu thủ thi đấu hết mình với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, cao thượng. Chúc giải bóng đá thanh niên Cúp Tư Hùng 2024 thành công tốt đẹp. Xin trọng cảm ơn. Xin trọng kính thưa toàn thể quý vị, vừa qua chúng ta đã được đón nghe lời phát biểu khai mạc của anh Nguyễn Đình Dương thay mặt cho các cầu thủ tham gia giải, đã lên có đôi lời phát biểu trước toàn thể các thành viên tham gia giải, và sau đó là cũng thông qua về danh sách các nhà tài trợ chính cho giải của chúng ta. Thực ra thì với tiêu chí là khỏe để bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng quê hương, và sau đó là chúng ta chúc mừng cho lễ hội truyền thống của quê hương thị trấn Gia Lộc chúng ta thành công tốt đẹp. Và thưa toàn thể quý vị, để sau đây chúng ta bước vào giải thì xin trân trọng được kính mời là các nhà điều hành giải, và sau đó là trân trọng kính mời các đội trưởng của các đội bóng chúng ta lên tham gia bốc thăm các vòng đấu để chúng ta sẽ tiến hành bước vào giải đấu trong buổi sáng ngày hôm nay cho kịp thời về nội dung, về thời gian mà ban tổ chức đã thống nhất. Xin trân trọng kính mời các đội trưởng của 4 khu. Khu 2 là Nguyễn Kim Đạt, khu 5 là Hoài Nam, khu 6 là Bùi Quý Việt, khu 7 là Trịnh Ngọc Tuyền. Chúng ta sẽ lên về phía chính giữa để chúng ta sẽ tham gia bốc thăm. Thay mặt cho tổ trọng tài thì trọng tài lên sẽ tổ chức bốc thăm. Hình thức bốc thăm như sau: chúng ta sẽ có 4 lá phiếu từ số 1 đến số 4, đội gặp đội. Ví dụ đội A, đội B, đội C, đội D lên bốc thăm. Khi bốc thăm thì đội 1 sẽ gặp đội 3, đội 2 sẽ gặp đội 4. Chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và mời đại diện là đội trưởng của đội bóng. Sau khi bốc thăm xong thì chúng ta sẽ phân cặp và đội thắng
sẽ gặp nhau ở trận chung kết chiều nay, mà hai đội thua sẽ chúng ta sẽ đá tranh giải ba. Và trọng tài sẽ hướng dẫn qua về một số điều luật khi chúng ta đá, vì là phải giải phong trào thì chúng ta thứ nhất là đối với thủ môn sẽ sử dụng bắt bóng như là luật sân bãi, chúng ta không phát bóng lên. Còn về ném biên thì chúng ta sẽ ném bằng tay. Còn tất cả những quả phạt ở trong khu vực 13m thì rất là rộng và chúng ta sẽ bắt pen. Và những cái tình huống lỗi trên sân thì do nhận định của trọng tài. Và một giải đấu chúng ta là tổ chức phong trào thì chúng ta phải thực hiện nghiêm chỉnh, làm sao chúng ta an toàn, hạn chế va chạm để cái giải đấu thành công tốt đẹp nhất. Bây giờ xin mời đại diện của các đội đứng lên phía trước, xong là trọng tài sẽ mời từng đội vào bốc thăm. Xin mời đội của đồng chí Nam 85 vào bốc thăm, xong là cầm lên phía trước này. Rồi, mời đội số 2, mời em Đạt. Mời đội đồng chí Tuyền. Mời đội số cuối cùng. Để có thêm phần hấp dẫn thì sẽ mời từng đội chúng ta bộng mở ra thăm. Mà theo như lịch thi đấu, trước khi các đội chưa dở lá tham gia thì theo như lịch thi đấu, đội gặp đội đó là đội số 1 sẽ gặp đội số 3 và đội số 2 sẽ gặp đội số 4. Và chúng ta sẽ điền tên những đội vào các cặp đấu sau khi lá thăm đầu tiên. Mời đồng chí Nam mở lá thăm. Lá thăm của đồng chí Nam là số 1. Mời đội số 2, khu 5 số 1. Số 4 là khu. Mời đội đồng chí Tuyền. Số 3 là khu mấy nhỉ? Khu 7. À, là tâm cuối cùng chắc chắn là số 2. Số 2 là khu mấy? Khu 6. Như vậy qua bốc tâm, các cặp đấu đã được xác định. Khu 5 gặp khu 7, khu 6 gặp khu 2, các đội về phía các sân khởi động để chúng ta tiến hành thi đấu cho đúng giờ. Xin. Cặp khối khu 5 và khu 3 sẽ đá sân 1-4, cặp khu 6, khu 2 sẽ đá sân 2-3. Oh, 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 yeah, yeah, yeah.
ô hô, ia ia hê, ô hô, ia ia ia, ô hô, ia ia hê. Tôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ nhưng khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi. Quả bóng bay lên, trái tim tôi không nằm yên. Ô hô, ia ia ia, ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia, ô hô, ia ia hê. Bóng đá đen, hãy cố lên bạn ơi. Dẫu hy sinh vì màu cờ sắc áo, hãy chiến thắng, chiến đấu không hề lùi. Bóng bay lên là nụ cười nước mắt. Bóng bay lên ghi tên những thành phố. Ô hô, ia ia ia. Tôi xin lỗi em hơi người yêu dấu ơi. Khi tôi dâng hiến em một cuộc đời sóng gió. Ra sân tôi nhớ em như đang ngồi kề bên. Quả bóng bay lên, trái tim tôi không lặng yên. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Bóng đá đen, hãy cố lên bạn ơi. Dẫu hy sinh vì màu cờ sắc áo, hãy chiến thắng, chiến đấu không hề lùi. Bóng bay lên là nụ cười nước mắt. Bóng bay lên ghi tên những thành phố. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Ô hô, ia ia ia. Ô hô, ia ia hê. Đội bóng đá U2 và U7 đều nghe.
thưa quý vị. Bây giờ là trọng tài chính, đó là hai trọng tài gồm có ông Nguyễn Xuân Mực và ông Cao Trọng Quý. Và bây giờ các cầu thủ đã và đang thực hiện những ý thức để tiến hành vào trận thi đấu đầu tiên giải ba tư. Ở bên tay phải của chúng tôi là các cầu thủ của đội khu 7, và bên tay trái của chúng tôi là các cầu thủ của đội khu 2. Một bắt đầu cuộc thi đấu trận đầu tiên trên giải ba tư giữa khu 7 và khu 2. Và bây giờ bóng đá và đang di chuyển ở phía sân bên khu 2. Và quả đá biên đầu tiên, và số 15 đã đưa bóng. Và thưa toàn thể quý vị, và lúc này bóng đá và đang ở khu 7. Vâng, như vậy là thủ môn rất xuất sắc. Thưa toàn thể quý vị, và lúc này trận thi đấu rất là nhẹ nhàng bởi vì giây phút đầu tiên. Vâng, như vậy là thủ môn ở bên khu 7 vô cùng xuất sắc. Thưa toàn thể quý vị, và bây giờ là bóng đá ở mức trung lan. Thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã và đang theo dõi trận đầu tiên trong ba tư. Và như vậy là số 12 đang trung lan quyết định thắng cuộc. Đã vào quả đầu tiên. Những tràng vỗ tay một lần nữa thật lớn đây. Như vậy là chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của đội thứ 7. Và bây giờ bóng đá và đang ở phía cấm địa ở bên khu 2, và bây giờ bóng tiếp tục sang bên khu 7. Số 21 quyết định đá vào bên góc của thủ môn, nhưng mà không thành công. Và lúc này bóng đá và đang tiếp tục cầu thủ bên khu 2 nắm giữ, và bóng đá và đang di chuyển về phía 16-50 khu vực 16-51. Và tiếp tục. Vâng, như vậy là đội trưởng mang số 34 đã và đang đưa bóng cho đồng đội. Và đồng đội tiếp tục. Như vậy là đội trưởng toàn thể đội. Lúc này thì theo như quan sát thì ban của chúng tôi thấy rằng đội thứ 2 lắm vũ bóng tương đối là nhiều ở bên khu 7 nhưng chưa hiệu quả. Vâng, như vậy là thủ môn bên khu 7 rất là xuất sắc, đã cảm hóa rất nhiều những quả dứt điểm của cầu thủ bên khu 2. Và lúc này tiếp tục cầu thủ bên khu 2 nắm giữ. Tiếp tục bóng vào. Vào như vậy là một bao. Chào mừng bạn đã đến với chương trình. Cầu thủ đội bóng tay đây. Như vậy là các cầu thủ thứ 2 đã hòa đội cầu thủ thứ 7 với tỷ số là 1-1. Và bây giờ thì bóng đã và đang nghe được thủ môn thứ 2 đưa lên phía trung tâm.
đội thứ 2 và thứ 7. Và lúc này thì với thế tấn công rất là mạnh của đội thứ 2, các cầu thủ đã và đang rất sắc bén các đường nét. Và tiếp tục những cầu thủ khu 7 đã có bóng và dứt điểm. Vâng, như vậy là số 18. Vâng, lúc này thì số 81 của khu 7 đã không thành công vào phía cầu môn. Và lúc này bóng được cầu thủ khu 2 đưa vào vị trí 16m50. Vâng, không vào. Vâng, phải nói rằng cầu thủ phía khu 2 như Ronaldo có thể là đứng đường đi rất sắc nét như Ronaldo ạ. Và bóng đã được đưa sang bên khu sân phía thứ hai. Và lúc này cầu thủ số 81 của thứ hai của khu 7 đã và đang nắm giữ bóng. Và lúc này cầu thủ viên vào bên khu 7. Vâng, thưa toàn thể quý vị, với màu xanh đội trưởng thứ sáu. Đưa sang phía khu trung tâm. Và lúc này thì bóng vẫn được lăn ở bên khu vực tay bên thứ hai. Những đường triển khai bóng không thành công của khu 7 đã để các cầu thủ của khu 2 chặn đứng. Và việc triển khai bóng của các cầu thủ khu 2 đã và đang giành lợi thế rất là cao đối với khu 7. Và việc triển khai các mũi tấn công vô cùng sắc bén. Như vậy là đội trưởng của khu 2 đã cảm thấy thành công. Các cặp tấn công rất là uy lực của các cầu thủ khu 7. Và bóng đã được đưa ra ngoài đường biên dọc. Và khu 7 có thể hướng đi. Và lúc này thì toàn thể quý vị chúng ta được biết rằng các cầu thủ khu 2 đã và đang tấn công rất nhiều những đợt tấn công sang bên khu vực sân. Và phải nói rằng thủ môn khu 2 quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Và anh đã bắt được ý định của các cầu thủ khu 7. Và lúc này thì số 21 của khu 2 đã và đang triển khai bóng. Và anh đã đưa bóng sang phía bên cầu thủ bên tay trái cũng dài. Và việc như vậy là việc cản phá của các cầu thủ khu 7 đã giành lợi thế cho các cầu thủ khu 2. Để các cầu thủ khu 2 triển khai việc phản tốc. Và lúc này thì cầu thủ phía khu 2 đã và đang triển khai được phản tốc. Vâng, thưa toàn thể quý vị, trong việc bóng đá thì rất là rõ gây ra những thương tích vì nhỏ vì lớn thì chúng ta cũng hết sức hạn chế. Và trọng tài đã thổi phạt các cầu thủ bên khu 7. Và quả phạt này đã được các cầu thủ khu 2 thực hiện nhưng không chính xác. Thưa toàn thể quý vị, và lúc này thì hai trọng tài đã và đang điều hành trận đấu là Nguyễn Xuân Mực và Cao Phạm Thúy. Và bóng đã và đang được
cho các cầu thủ ở phía thứ hai nắm giữ. Số 21, số 81, ôi, 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 như vậy là bàn thắng số 2, số 7 đã triển khai thành công. Rất nhiều những đường bóng của các cầu thủ bên khu 2 đưa sang khu 7, thế nhưng triển khai thì lại không chính xác để cho khu 7 đã tận dụng được cơ hội. Và bây giờ thì số 81 đã ra sân, số 28 vào thay số 81. Vâng, số 12 khu 2. Và bóng đã và đang triển khai đối với các cầu thủ khu 7 hơi thành công. Và tiếp tục các cầu thủ khu 2, tiếp tục các cầu thủ khu 2 sẽ triển khai hết sức là sắc nét. Quá tuyệt vời, sao mà giỏi thế, xin đã xin chào với các bạn lớn. Vâng, như vậy là đã là tỷ số lúc này đã 2-2. Hai đội khu 7 và khu 2 thể thấy rằng là bàn đá rất khoe vào đây. Vâng, tinh thần đoàn kết và thân ái cũng như an toàn đã và đang được hai các cầu thủ hai phía là tận dụng rất triệt để. Các đường bóng triển khai nhẹ nhàng thế nhưng chính xác. Hai bàn. Và bên bây giờ thì thủ môn bên khu 7 đã thay thủ môn mới. Lúc này thì phải nói rằng là tinh thần của các cầu thủ bên khu 7 lúc này rất là cao. Thế nhưng mà xa không kém là các cầu thủ khu 2. Và đây là khu 2 đã và đang nắm giữ bóng. Việc triển khai các bước nhỏ. Rồi, lại mất bóng rồi. Và lúc này thì khu 2 tiếp tục nắm bóng. Bóng đá vào khu vực chính giữa ở sân khu 2, khu 7 thế nhưng không thể đây. Thứ hai đã đang triển khai bóng, không được rồi, không được rồi. Và tiếp tục, số 12 tiếp tục bóng vẫn ở bên phía bên sân bên khu 7. Khu 7 đã tận dụng được đường bóng nhưng không được rồi, bóng đã tiếp tục đến với các cầu thủ bên và tiếp tục khu 2, số 12. Vâng, không có. Vâng, như vậy là nhanh quá. Quả đấy kiểm tra nhanh quá. Chúng ta phải lưu ý là trong thang này, lúc này là người cần rất nhẹ mực của những người coi vô cùng chính xác. Và bóng đã được triển khai sang bên khu vực sân trung tâm sân của khu 7. Và tiếp tục các cầu thủ khu 2. Vâng, không thành công, bóng đã ra ngoài biên dọc. Và
các cầu thủ bên thứ hai. Số 26 của thứ hai. Vâng. Hết đồng viên ngang bên thứ hai. Đồng hồ đáng thế chân của các cầu thủ bên thứ bảy. Vâng. Như vậy là khu 7 lúc này đã tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa, bàn thắng số 3 về lưới của khu 2, 3-2. Tôi theo tôi quan sát thì khu 2 thì rất nhiều những cầu thủ trẻ có vẻ rằng kinh nghiệm trong bóng đá có thể không bằng khu 7. Khu 7 tôi nhìn thấy rất là nhiều những cầu thủ có kinh nghiệm triển khai hướng bóng. Vâng. Tay chạm tay rồi. Như vậy là khu bóng đá dành đến các cầu thủ thứ hai. Tiếp tục quả phạt số 12. Bóng đá về phía trung tâm và tiếp tục các cầu thủ số 2. Bên phía cánh gà bên phía trái là trọng tài Cao Thọ Quý Triệu Trọng Hạnh. Tuy nhiên là đội thứ 7 đã tận dụng được rất nhiều những lợi thế về kinh nghiệm triển khai bóng. Vâng, thưa quý vị, cầu thủ số 18 ở khu 2 đã đưa bóng thành công vào khung thành của khu 7. Phải nói rằng căng thẳng lắm ạ. Đến phút này mà quả bóng xoay tròn. Tỷ số đã được làm hòa 3-1. Qua những nỗ lực không ngừng nghỉ thì đội các cầu thủ khu 2 đã triển khai bóng liên tục về phía khu 7 và đường bóng của cầu thủ số 18 đã đưa vào lưới của thủ môn khu 7 để đánh dấu việc làm hòa 3-1. Phía chính giữa của cầu môn, bóng là vượt qua đường biên và vượt qua một năm qua cửa sạch, vượt qua thưa cả quý vị. Lúc này thì bóng đã bắt đầu triển khai số 29. Không đừng hỏi số 29 của khu 7. Số 8, khu 7.
Và đã kết thúc với tỷ số 3 nào. Thưa toàn thể quý vị, như vậy là việc điều hành trận đầu tiên trọng tài Nguyễn Xuân Mực và Cao Thọ Quý, và trận thi đấu đầu tiên đã được kết mạc với tỷ số 3 đều giữa đội thứ 2 và thứ 7. Hoàn toàn chiến thắng ở thi đấu Dignity để cho đội đạt giải 3. Và lúc này đã trước, và lúc này ở phía cầu môn ba số 18 của khu 2 đã hoàn thành xuất sắc. Và như vậy là thủ môn khu 7 đã thua cầu thủ số 18 của khu 2. Và bây giờ là số 28 của khu 7 có được không ạ? Vâng, như vậy là số 28 đã thắng thủ môn của khu 2. Và tiếp tục số 12. Vâng, số 12 rất là nhanh. Không biết rằng có thắng thủ môn khu 7 không ạ? Vâng, rất nhẹ nhàng, không cần phải hầm hố gì, đưa một phát vào lưới luôn. Và số 10, không vào. Vâng, thưa toàn thể quý vị, như vậy là thủ môn của khu 2 đã thắng. Khung thành đã cứ thua cho khu 2. Và bây giờ là khu 7. Quả này là quả quyết định. Quả này rất căng thẳng phải không ạ? Vỗ tay của Vũ đây. Anh em ơi, khu 2 rồi. Thưa toàn thể quý vị, trên vai của cầu thủ số 4 lúc này rất là nặng phải không ạ? Có vào không? Có vào không nào? Vâng, ai là người quyết định cho khu 2 của này? Nếu ta được biết là lúc này thì đối diện với thủ môn này là cầu thủ Thiên Tín. Và như vậy là khu 2 đã giành chiến thắng với khu 7 đúng không ạ? Vâng, thưa ta được biết, xin chúc mừng khu 2. Chúc mừng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của khu 2. Vâng, thưa ta được biết, có những lúc là nghẹt thở, tưởng chừng là khu 7 đã chiến thắng, thế nhưng mà khu 2 lúc này lại là những thành viên của khu 2 đã chiến thắng. Xin chúc mừng khu 2. Thưa toàn thể quý vị, bây giờ là chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Xin chúc mừng khu 2. Xin chúc mừng thành tích giải 3. Và bây giờ tranh nhất gì là khu 5, khu 6. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you.
your bag into your place. Trọng tài Cao Thọ Quý và Nguyễn Trọng Anh sẽ điều hành để tranh giải nhất nhì giải tứ hùng cúp bóng đá thanh niên của thị trấn Gia Lộc. Vì vậy chúng ta chúc mừng cho giải chúng ta thành công tốt đẹp, chúc cho hai đội thi đấu hết vào đây an toàn đoàn kết. Vâng, lúc này tổ trọng tài của chúng ta đã và đang điều hành để hai đội trưởng sẽ bốc thăm phần sân của hai đội bước vào thi đấu trận tiếp theo, trận quan trọng nhất của giải cúp tứ hùng 2024 giải phong trào. Thưa toàn thể quý vị, lúc này thì trọng tài Nguyễn Trọng Anh và Cao Trọng Quý. Vâng, thưa toàn thể quý vị, như vậy là các cầu thủ bên khu 5 đã giành cái bắt tay ngoại giao với các cầu thủ bên khu 6. Và như vậy là phần sân của các cầu thủ bên khu 6 là ở phía cánh gà bên tay phải màn hình của chúng tôi. Bên tay trái là các phần sân của cầu thủ khu 5. Và thưa toàn thể quý vị, bên cánh gà bên tay phải của ban tổ chức Cao Thọ Quý, cánh gà bên tay trái là Nguyễn Trọng Anh. Phía màn hình bên tay phải là các cầu thủ khu 6. Phía bên tay trái là các cầu thủ khu 5. Bóng đá tới chân của cầu thủ khu 5. Đã có tiếng còi của trọng tài. Vâng, trận thi đấu này vô cùng nói cả quý vị. Và lúc này thì trọng tài, hai trọng tài đã điều hành để đưa cả quý vị đến với những hình ảnh rất là chân thực về trận thi đấu giữa các cầu thủ đội thứ sáu và thứ năm.
được triển khai về phía khu 6. Bóng đã hết. Rồi. Tiếp tục. Bóng đã tới chân của các cầu thủ khu 6. Hơn 1 giờ. Cầu thủ khu 5 đã bật lưới. Đã có thêm rồi. Thưa toàn thể quý vị, xin đề nghị các cầu thủ và lúc này thì việc đá phạt cầu thủ thứ sáu đã đá phạt thì rất là nhẹ hiền quá. Và lúc này thì tiếp tục tỏ phạt góc dành cho cầu thủ trên khu 6. Lúc này là trọng tài Nguyễn Trọng Anh đã điều hành việc đá phạt của các cầu thủ khu 6 triển khai bóng về cầu môn của khu 5. Bóng đã đi hết đường biên dọc và việc ném biên được cầu thủ khu 5 triển khai. Số 2 đã có tiếng còi kết thúc. Như vậy là đội khu 2 đã được trọng tài thành công. You're in good soul time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. But you got it all. Believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Africa.
Quý vị và các bạn đã và đang đến đó đội khu 5 và khu 6. Bóng đã và đang triển khai tới các cầu thủ khu 5. Và như vậy là tiếng còi của trận đấu đã được trọng tài đã cất lên. Chức vô địch giải bóng đá thanh niên thị trấn Gia Lộc năm 2024 đã thuộc về các cầu thủ khu 5. Sau chiến thắng quá dễ dàng trước các cầu thủ khu 6, với chức vô địch có lẽ là công lớn thuộc về các cầu thủ trẻ. Có lẽ trận đấu này sang năm, nếu mùa giải sang năm thì các cầu thủ trẻ của chúng ta có lẽ là các cầu thủ đã không phải là trẻ nữa rồi, mà là thuộc lứa tuổi cứng cáp, cũng là đội hình thi đấu chính cho các cầu thủ khu 5. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn theo dõi trận đấu buổi tường thuật trực tiếp trận chung kết giữa các cầu thủ khu 5 và khu 6 của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là lễ trao giải. Xin mời tất cả quý vị sẽ nghỉ giải lao trong ít phút. Tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, dù vinh quang ta
chưa? Ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết dẫu lắm tháng ngày treo leo trên đường xa, gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đến như ngày bình hoàng của Hoàng Sa, dù khó khăn vẫn còn. Trời rực sáng trên cao lầy, và sự sống huy hoàng khắp muôn nơi. Ngày vinh quang lên vai như người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim mình. Và bước này ta mang theo mừng ca, và con tim ta đã bước quyền cùng nhau vai kề vai. Từ vinh quang ta chạy chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đến như ngày bình hoàng không còn xa.
xin trân trọng được chào đón và nhiệt liệt chào mừng toàn thể các lãnh đạo, các huấn luyện viên, các cầu thủ. Chúng ta đã có mặt tại phía việc trao giải để tổng kết giải giải bóng đá thanh niên thị trấn Đại Lộc 2024 buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin gửi tới toàn thể quý vị biểu, các cầu thủ lời kính chúc sức khỏe, chúc toàn thể quý vị có thật nhiều hạnh phúc. Thưa toàn thể quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ chính thức đến với việc trao giải. Trân trọng được kính mời thủ môn xuất sắc là một sau đây xin chân thành kính mời đội trưởng khu vực. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật lớn ạ. Vừa qua thì đội trưởng khu 7 đã trao cho thủ môn xuất sắc là Bùi Ngọc Vinh. Và sau đây là vua phá lưới. Xin chân thành kính mời Bùi Bá Cường. Trân trọng được kính mời ông Nguyễn Kim Đạt, đội trưởng khu 2 sẽ bước lên sân khấu để trao danh hiệu vua phá lưới. Cùng dành những tràng xin cảm ơn ông Nguyễn Kim Đạt. Và sau đây là giải phong cách. Xin trân trọng được kính mời đội bóng khu 7 sẽ lên nhận giải phong cách. Xin mời đội bóng. Xin chào kính mời đội trưởng khu 5. Chúng ta cùng dành những tràng vỗ tay một lần nữa thật lớn ạ. Đội trưởng khu 5. Ok. Xin chào cảm ơn đội trưởng khu 5 cùng với các cầu thủ của đội khu 7. Vâng, xin chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vô bích. Là giải ba đội khu 2, đội bóng khu 2 sẽ bước lên sân khấu. Trân trọng kính mời ông Bùi Quý Việt sẽ có mặt tại sân khấu để trao danh hiệu giải ba. Đội trưởng khu 2 đâu ạ? Chúng ta cùng chúc mừng. Xin chào và cảm ơn ông Bùi Quý Việt. Chúc cho đội khu 2 thật nhiều sức khỏe. Sau đây là giải nhì. Xin trân trọng kính mời đội khu 6, đội bóng khu 6 bước lên sân khấu, bước về sân khấu. Sau đây trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Dương. Xin mời đội trưởng khu 6 đâu ạ. Vâng. Đây nhìn thẳng đi nhá. Ok. Vâng. Xin chào kính mời, cảm ơn ông Nguyễn Đình Dương. Và sau đây là giải đặc biệt. Xin chào kính mời đội bóng khu 5 sẽ về vị trí chính giữa sân khấu để nhận giải. Sau đây trường đang tổ chức giải sẽ trao cúp vô địch cho đội khu 5. Một vòng Việt Nam, cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng máu nối con tim đồng.
không lo anh dừng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tới toàn thể các ban lãnh đạo của các khu, khu 2, khu 5, khu 6, khu 7. Và sau đó trân trọng được cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho giải bóng đá thanh niên của thị trấn Nhân Lộc năm 2024. Một lần nữa xin chúc cho toàn thể các lãnh đạo, ban huấn luyện cùng các cầu thủ có thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc cho lễ hội truyền thống của thị trấn Nhân Lộc chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn toàn thể các cầu thủ, ban lãnh đạo, ban huấn luyện. Xin chân cảm ơn. Cờ nối gió đêm vui nơi này, dòng máu nối con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ Bắc phố Nam nối liền nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt thét đuôi đồi. Vượt tháp treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn năm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tự sinh. Cờ nối gió đêm vui nơi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại, dừng tình người trong ngày mới.